Chợ Bến Tre kính chào quý vị khách hàng thân thương. Lời đầu chợ Bến Tre là xin kính chúc quý vị khách hàng luôn nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Hôm nay chợ Bến Tre là review giới thiệu đến quý vị khách hàng một bất động sản có 102 trên tuyến đường tỉnh lộ 885 thuộc là xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Hiện tại thì chúng ta đang đứng trên đường tỉnh lộ 885, hướng trước mặt chúng ta là hướng đi về chợ giữa, hướng đi về trung tâm của thành phố Bến Tre. Từ vị trí chúng ta đang đứng, chạy đến chợ giữa khoảng là 400 m, chạy về hướng trung tâm của thành phố Bến Tre là khoảng là 3,5 km. Xung quanh trong bán kính là 3,5 km thì đầy đủ tiện ích, thì gần Bách Hóa Xanh, gần các ngân hàng, gần chợ, gần bệnh viện, gần trường học các cấp, vân vân. Chúng ta sang phải, đó là hướng đi về huyện Dòng Trơm, đi về hướng huyện Ba Tri, vân vân. Và vị trí chúng ta đang đứng chính là vị trí bất động sản cần bán hôm nay. Và tổng diện tích của bất động sản cần bán hôm nay là 1.058 m2, có chiều ngang rộng là 19,5 m, có chiều dài là 52,25 m và nở hậu là 21 m. Trên đất thì có sẵn là 435,7 m2 là đất thổ cư, còn lại là đất trồng cây lâu năm hướng Bắc, và giá bán trọn thửa của bất động sản này là 14 tỷ đồng. Thì về tiện ích thì sẵn sổ, sẵn thổ cư, mặt tiền tỉnh lộ rộng, đường thông là trục đường chính đi về hướng huyện Rồng Trôm, huyện Ba Tri. Phía sau đất thì giáp đường hẻm, đất thì cao ráo bằng phẳng, có hàng rào là bao bọc xung quanh. Khu vực nơi đây thì sung túc nhộn nhịp, có nhiều công ty, xí nghiệp, nhà xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh. Do đó đây là một bất động sản rất thích hợp cho quý vị khách hàng có nhu cầu mở nhà xưởng, mở công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh. Đường thì xe thì container là tới đất. Cách vị trí trung tâm thành phố Bến Tre là khoảng là 3,5 km, vân vân. Quý vị khách hàng xem video thấy vị trí đất này thì là rất là đẹp. Mặt bằng thì rộng. Quý vị khách hàng thấy bất động sản này phù hợp với nhu cầu của mình, muốn xem trực tiếp bất động sản này thì hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi là dẫn quý vị khách hàng là xem trực tiếp đất và gặp trực tiếp chủ để thương lượng giá hợp lý để chốt và sở hữu ngay bất động sản này. Thì bất động sản này vẫn bán riêng lẻ nha quý vị khách hàng. Quý vị khách hàng mua bên không có thổ cư thì giá bán là 6,5 tỷ, mua bên có thổ cư thì giá bán là 7,5 tỷ. Bất động sản này thì tách ra làm hai thửa để bán riêng lẻ. Nhưng theo chúng tôi thì quý vị nên mua trọn thửa để cho có cái mặt bằng nó rộng đẹp. Đây cũng là một vị trí rất là đẹp gần trung tâm nên thuận lợi về nhiều mặt như mở nhà xưởng, mở nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, vân vân. Quý vị khách hàng là những người xem mới thì nhớ nhấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Quý vị khách hàng cũng đừng quên là bấm cho chúng tôi một like để ủng hộ kênh và chia sẻ giúp chúng tôi. Đó chính là nguồn động lực để chúng tôi làm nhiều video hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của quý vị khách hàng. Chúng tôi xin nhắc lại thì diện tích bất động sản cần bán là 1.058 m2, có chiều ngang rộng là 19,5 m, có chiều dài là 52,25 m, nở hậu là 21 m. Có sẵn là 435,7 m2 đất thổ cư, còn lại là đất trồng cây lâu năm hướng Bắc. Giá bán trọn thửa của bất động sản này là 14 tỷ đồng, có thương lượng nhẹ cho quý vị khách hàng có thiện chí. Quý vị khách hàng cần tìm đất nền, đất công, đất vườn, đất mặt tiền, nhà xây mới hoàn thiện, hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi tìm giúp quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi còn nhận là review bất động sản chính chủ tại Bến Tre. Nếu quý vị khách hàng có nhu cầu nêu trên
thì hãy liên hệ với chúng tôi. Số điện thoại của chúng tôi thì luôn xuất hiện trên video. Đó cũng là số Zalo của chúng tôi để tiện cho quý vị khách hàng liên hệ. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý vị khách hàng đã theo dõi video. Chúc quý vị khách hàng luôn đầu tư hồng phát cùng chợ Bến Tre. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khách hàng video gần nhất.